đứng đây kích lo thì thấy có một con nó chạy ra nè anh em. Nó chạy ra thì cỏ rậm như vậy thì không thể thấy nó rồi, nhưng mà mình thấy nó rung cỏ. Con nó chạy dưới cỏ là nó rung cỏ là nó rung theo cái đường nó chạy nó nó có rung, rung rung rinh theo một cái lần nó chạy á để ý kỹ là anh em mới thấy được. Thì cái này thì đánh lâu rồi thì thì mình nhìn mình quen nhưng mà nhiều anh em mới chơi thì cũng có thể khó mà đánh thời gian thì nhìn riết rồi nó cũng quen à đó. thì việc đầu tiên thì thấy nó re thì cứ cởi che nó đừng có làm nó hỏng cứ để nó re xong rồi mình thấy nó rồi mình tắt lo đi nha tắt lo đi rồi thì nó quằn quằn tí nó không nghe tiếng lo của mình mở nó đi thì nó sẽ bỏ nó đi vô trong bụi lại thì anh em cứ bình tĩnh cứ để nó cứ để nó quằn nó tìm đổi rồi nó đi rồi tính tiếp Cho mình thấy nó mình lật đặt, đặt mình cắm thông liền hoặc là mình núp đồ hay là mình làm gì đó thì nó hỏng con chồn mà nó hăng thì anh em cắm thòng xong rồi bật lo nó cũng chạy ra lại nhưng mà những cái con mà không hăng thì lúc mình mở lo nó chạy ra nhưng mà khi mình cắm thòng rồi thì bật lo lại thì nó không dìa nữa thì trường hợp đó thì ai cũng gặp đó mình cũng gặp nhiều chứ không phải do tiếng hay do kinh nghiệm hay do gì hết đó mà giờ đó là gọi là do con chồn do con chồn nó không có hăng thì mình cũng bó tay thì mình vừa bật lo thì nó mới chạy ra thì nó còn đang quằn 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 ở giữa bãi cỏ này thấy cái lần nó chạy về, về xe đó mà quay điện thoại chứ không thấy đâu. thì chờ cho nó quằn quằn đang tí nó chạy vô kia lại thì mình cắm thông để kiếm cái điểm nào đó cắm thông mà cho anh em dễ nhìn để quay video là thôi hy vọng là con này nó dính chạy dưới cỏ kia cũng trẻ biết to nhỏ thì tới đây thì thấy cái dấu chân của nó này dấu chân cũng cũ rồi nhưng mà cái bãi nó ăn thì nó chạy quay chạy lại thì dấu cũ dấu mới thì trước sau gì nó cũng có dấu ở đây có dấu chân cũ cũ ở đây về điện thoại nhìn được không biết cái này là cái bàn chân của nó này cái này là cái ngón của nó này nó bấm cái móng nhỏ nhỏ xuống này đó cái dấu chân của con trồn nó có cái đệm chân nha anh em cho nhiều người không biết thì làm gì dấu chân chuột dấu chân chuột thì nó không có cái đệm mà nó nó chỉ cái ngón ra còn dấu chân trồn thì nó có cái đệm chân rõ ràng như chân con chó vậy giờ để mình tắt máy rồi mình cắm thông mình đánh con đây rồi mình quay lại cho anh em coi hy vọng là con này nó ăn nó chạy ra nó chịu chạy ra thì thấy chỗ mình em cứ bình tĩnh cứ để cho nó chạy đi rồi mình cắm sau nó hăng nó cũng chạy gì nó dính rồi mà nó không hăng thì cũng thua để đi cắm thông đã